有你有我却更心烦，爱是在便开始，这浓浓漫漫旧故事，爱在朦朦胧胧，生今生无他心，怕错过了也不会知，不世动亦相依，怕独自活着没意义，爱是人来两缘缘，情是一事又一事，是你与我此生永不。Mẹ ơi, mẹ có đem theo nhang chạp diệt mũi hay không? Con tưởng ở đây là nhà sao? Đòi này đòi nọ. Hiện giờ con đang lánh nạn mà. Có mũi thì cứ lấy tay đập nó đi. Bộ cha chưa bớt giận sao? Không biết tại sao lần này cha giận lâu vậy? Bắt người ta ở đây tới chừng nào mới cho về nhà đây hả mẹ? Ngày nào chưa tìm được Hoa Nhi thì ngày đó con vẫn chưa được về nhà. Không may nếu như mà Hoa Nhi có bề gì á, cha sẽ giận con suốt đời luôn đó. Đâu phải con cố ý chặt đứt cánh tay của hắn đâu, chỉ tại hắn nặng nhẹ con trước rồi bắt cóc tiểu muội của con và còn đánh con nữa mà. Vợ hắn không nói câu nào bỏ đi một nước, chẳng lẽ sự an nguy của hắn con phải chịu trách nhiệm sao? Thật ra dù con không chặt gãy tay hắn đi nữa, tính tình của hắn sớm muộn cũng xảy ra chuyện mà thôi. Chuyện chết sống của hắn có liên quan gì tới con chứ? Súc sinh, còn đứng đó nói những lời quá đáng, còn chút hối hận à? Tính ca ca, thật không ngờ thì ta muội giấu con nó ở đây. Tính ca ca, huynh đừng hiểu lầm mà, muội mới vừa gặp con nó thôi. Ta không nói với muội nữa. Mùi Nhi, thường ngày cha dạy con làm người như thế nào hả? Còn trốn ở trong này tránh lấy trách nhiệm, nghĩ con có đúng không? Biết rồi, đây không phải chỗ để huynh dạy con. Có chuyện gì về nhà rồi hãy nói mà. Lẹ lên, đi đi con, đi, nhanh lên. Hoa Nhi, thật có lỗi với nhà họ Dương. Lúc đó con không khuyên bảo nghĩa đệ, hại hắn vào con đường tham lam phú quý, lầm đường lạc lối, đến giờ khó khăn biết mấy mới tìm được Hoa Nhi con của nghĩa đệ. Con không hết lòng lo lắng cho cháu nó, trái lại con bị con gái con hại thành người tàn phế. Con nghĩ mình có tội với nhà họ Dương. Ai đó? Phụ Nhi, cha nè, con chưa ngủ sao? Cha, khuya rồi cha chưa ngủ hả? Phụ Nhi, con đã ốm đi nhiều. Xưa nay con quen lối sống chiều chuộng, ở bên đó nửa tuần trăng chắc không quen phải không con? Con đã lớn rồi, có chuyện gì cũng phải tự lo cho bản thân. Cha và mẹ không thể lo cho con suốt đời được đâu. Cha vẫn còn giận con sao? Cha không có giận con, cha chỉ tiếc thay cho con thôi. Phụ Nhi, ngày nào con người ta còn sống trên trần gian thì phải học những gì tốt đẹp, nhất là không hổ thẹn với trời đất, vì không hổ thẹn với lương tâm.
hàng ngày cha dạy dỗ con quá nghiêm khắc, nhưng lòng cha thương con không khác gì mẹ đối với con. Con cũng biết xưa nay tính tình của con nông nổi, thường làm cho cha giận dữ lo lắng. Con cũng biết lần này sơ ý chặt đứt cánh tay của Dương đại ca là việc làm không nên, nhưng cha phải tin lời con. Con không có cố ý đâu. Xin cha tha lỗi cho con. Phù Nhi, ông nội của Qua Nhi tức là ông Thiết Tâm và ông nội con không khác gì ruột thịt. Cha của nó và cha cũng là huynh đệ kết nghĩa, chắc là con biết chứ. Dạ con biết. Tuy là tánh của Qua Nhi hơi bướng bỉnh, nhưng nó là người có lòng tốt. Nó đã nhiều lần cứu mạng của cha và mẹ con. Chuyện này chắc con đã biết rồi mà. Nhưng tới giờ có một chuyện con vẫn chưa hay biết. Cha nhất định phải nói rõ với con. Năm đó cha của Qua Nhi chỉ vì sơ sót mà tự hại bản thân. Cha là huynh trưởng mà không khuyên bảo thúc phụ, khiến thúc phụ con phải bị oan mạng. Tuy cái chết của thúc phụ không phải do mẹ con giết, nhưng gián tiếp cũng do mẹ con mà thúc phụ bị chết. Cha luôn nghĩ mình mang tội quá nhiều đối với nhà họ Dương. Lẽ ra cha định gả con cho Qua Nhi để bù đắp tội lỗi của mình. Nào ngờ con lại. Cha, tuy họ Quách và họ Dương có mối quan hệ tốt, nhưng mà Dương Qua đã bắt cóc tiểu muội của con, còn bị đặt lời xấu để làm nhục con nữa. Chẳng lẽ con để mặc hắn muốn nói gì thì nói sao? Quan đường, con chặt đứt cánh tay của nó mà còn đánh trống là nàng. Nếu nó muốn trả thù, con có 100 cánh tay cũng không đủ cho nó chặt đâu. Nhưng con đã lỡ chặt rồi, cùng lắm sau này nếu con gặp hắn, con sẽ tạ lỗi với hắn. Đưa cánh tay trái ra mau. Cha ơi, đừng mà. Phù Nhi, con đã chặt đứt cánh tay của Hoa Nhi, giờ đây cha sẽ chặt cánh tay trái của con để đền tội. Cha cả đời tánh tình bực trực, tuyệt đối không thể nào bao che cho con mình được. Cha, xin cha đừng chặt tay con mà. Con xin cha tha tội cho con. Cha ơi, cha đừng chặt cánh tay của con nha cha. Phù Nhi, thực ra trong lòng cha cũng đau xót lắm, vì con đã phạm tội tày trời. Nếu lần này cha không phạt thì làm sao ăn nói với Hoa Nhi? Bây giờ nó đã mất một cánh tay, chết sống chưa rõ. Cha ước ao có thể chặt cánh tay của mình để thay tội cho con. Cha, con xin cha đừng chặt cánh tay của con. Chú muội, Tân ca ca, đừng trách muội, muội làm vậy chỉ bất đắc dĩ thôi. Tân ca ca, muội mong rằng huynh đừng buồn muội vì chuyện này. Hai canh giờ sau huyệt đạo của huynh sẽ tự giải. Tân ca ca, chỉ một lần này thôi mà, vài hôm sau muội sẽ xào mấy món ăn ngon để thay lời tạ tội với huynh. Mẹ ơi, con không muốn trở về đảo Đào Hoa một mình đâu. Hay là con muốn ở thành Tân Dương để cha chặt cánh tay của con? Nếu biết vậy thì lúc đó con đâu có chặt đứt cánh tay của Dương đại ca để làm gì. Con biết lỗi của mình thì được rồi. Nè, mẹ chỉ tiễn con tới đây thôi nha. Từ nay trên đường đi á, con phải nhớ cẩn thận đó, hả? Mẹ, mẹ về đảo Đào Hoa với con đi mẹ. Sao con lớn tới chừng này rồi mà vẫn chưa biết suy nghĩ vậy? Hiện giờ, mẹ còn phải giúp cha con một tay để trấn thủ thành. Giả lại, vẫn chưa tìm được em con, làm sao mẹ theo con về được? Nè, cha của con á, xưa nay lúc nào cũng nghe lời của Kha Công Công. Con về đảo Đào Hoa, năn nỉ Kha Công Công tới Tương Dương, để nài nỉ cha con, biết đâu người sẽ bớt giận đó. Phải rồi, có thể nhờ Kha Công Công mà mẹ. Đừng có nói nhiều nữa, trời đã sáng rồi, ăn lẹ lên đi, còn phải lên đường nữa. Mẹ ơi, mì đã đóng cột rồi, con không ăn đâu. Bây giờ binh quan mã loạn, lương thực thiếu hụt, giá lại ở trên đường không biết còn quán ăn nào nữa không, còn ở đây chê tới chê lui nữa. Thật không biết trời cao đất rộng.
Con cứ ráng ăn đi. Mẹ ra ngoài kiếm một chút trái cây lương khô để con đem theo ăn dọc đường. Dạ. Mỗi dùng tôi đi à, chín cây đó. Lệ chín cây nè. Nghĩ cũng lạ thiệt, đạo cô cũng sanh con được hay sao? Làm ơn bán cho tôi cái bánh. Ủa, cái mền ấm đó là của Từ Nhi mà. Vậy chắc ả là Lý Mặt Sầu rồi. Và đứa bé trên tay chắc chắn là Từ Nhi. Nè 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 nè, phu nhân có mua không? Mấy trái lê của tôi dập hết trơn rồi. Đừng buồn nha tiểu ca. Vì bằng hữu cứ xuất đầu lộ diện đi, đừng lén lút theo ta nữa. Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ Hoàng Dung xin thỉnh an Lý đạo trưởng. Bần đạo cửu ngưỡng đại danh của Quách phu nhân, nay mới có dịp diện kiến phương nhan, quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Lý đạo trưởng quả thật quá khách sáo. Nếu mà so nhan sắc tài trí thì Lý đạo trưởng hơn hẳn tiểu muội. Tiểu muội thật sự không sao dám sánh. Quách phu nhân đã quá khen tôi rồi. Thật ra kẻ không sao dám sánh chính là bần đạo. Lý đạo trưởng quá khiêm nhường. Ủa, đứa bé đạo trưởng đang bồng trên tay thật là dễ thương đó. Chẳng hay nó là con của ai vậy? Nhắc tới chuyện này quả thật nhục nhã. Sư môn cổ mộ phái của bần đạo bất hạnh, đứa bé này là nghiệp chủng của sư muội bần đạo. Long cô nương vẫn còn đơn chiếc, đứa con này làm sao có được. Tiểu Từ Nhi rõ ràng là con của mình mà, ai dám đứng trước mặt mình nói những lời xảo trá? Ai có mục đích gì đây? Chuyện nhục nhã của phái cổ mộ chắc là Quách phu nhân chê cười. Không ngờ Long cô nương lại có đứa con riêng này. Phải rồi, cha của đứa bé là ai vậy? Nhắc tới kẻ này thì càng thấy nhục nhã. Cha của đứa bé này chính là đệ tử của sư muội tôi Dương Hoa. Ở nhà đầu kia mi nói con gái của ta là con quan, giờ lại nói cha của nó là Dương Hoa, tức là có ý sỉ nhục Hoàng Dung này rồi. Thầy trò họ không ngờ lại bày ra những trò mang tai tiếng này. Không còn gì là thể thống nữa, chỉ biết sư môn bất hạnh thôi. Nhưng mà con của chúng nhìn kỹ cũng dễ thương lắm, dễ gây lòng thương xót. Cô nhìn kìa, trên má đỏ như trái đào vậy. Lý đạo trưởng à, có thể cho tôi bồng được không? Cũng được. Quách phu nhân, hình như phu nhân không đơn giản là chỉ muốn bồng đứa bé này thôi đâu. Lý đạo trưởng, người quá đa nghi rồi. Tôi chỉ muốn bồng nó một chút thôi, có tổn thất gì tới cô đâu. Hay là phu nhân muốn giúp Dương Hoa đoạt lại đứa bé này? Vì tôi thấy đứa bé mặt ngộ nghĩnh dễ thương, muốn ẵm nó thôi mà. Lý đạo trưởng, người quá đa nghi rồi. Phu phụ Quách đại hiệp danh trấn giang hồ, bần đạo ngưỡng mộ vô cùng. Hôm nay mới có dịp gặp Quách phu nhân cũng mãn nguyện rồi. Giờ bần đạo còn bận nhiều chuyện khác, xin bái biệt. Nè, Lý đạo trưởng. Quách phu nhân, dù muốn thử thách công phu của bần đạo đi nữa cũng đâu cần chọn ngày hôm nay chứ. Không may đôi bên có kẻ nào lỗi tai, chỉ tội cho đứa bé này thôi. Chẳng lẽ ai không biết đứa bé là con của ta sao? Lý đạo trưởng, vì đứa bé này tôi đã nhường cô mười mấy chiêu rồi. Nếu cô vẫn không bỏ đứa bé xuống, đừng trách cây roi mây của tôi. Lúc đó không còn lo ngại tới sinh mạng của nó nữa. Tự nhiên đừng khóc nữa con, tạm thời chịu đựng đi. Sở dĩ mẹ làm vậy cũng vì muốn cứu con thôi. Ráng chịu nha. Quách phu nhân, thật uổng công người hành hiệp hơn chục năm nay, không ngờ lại ra tay nặng nề với một đứa bé. Việc làm của mi thật là bỉ ổi. Lúc đầu cô đã nói cũng tại nó làm nhục môn phái của cô, chỉ còn chiều mang nó làm gì? Để tiểu muội tiễn nó về Tây Thiên.
Quách phu nhân, người muốn gì? Đương kim thế gian nữ trung hào kiệt, chỉ có Lý đạo trưởng và tiểu muội đây thôi. Hôm nay có duyên gặp nhau, sao không phân cao thấp chứ? Quách phu nhân, sẵn lòng chỉ giáo, tiểu muội thỏa mãn lắm rồi. Những chiêu nào mới cũng tấn công đứa bé ta bồng trên tay, chỉ sợ thắng mà không có danh thôi. Giang hồ thường nói, xích luyện tiên tử Lý Mặt Sầu là kẻ giết người không gớm tay, nữ ma đầu thâm hận thủ lạc. Hôm nay lại có lòng bảo bọc cho đứa bé này, khiến cho người ta không sao tin được. Lý đạo trưởng đối với đứa bé này có vẻ tận tình lắm, người ngoài không biết, cứ tưởng lầm là của... Vậy phu nhân tưởng đứa bé này là gì của tôi? Lý đạo trưởng là kẻ xuất gia, dĩ nhiên không thể sanh con được rồi. Ý tôi nói người khác cứ tưởng đây là tiểu muội của cô thôi. Cô lại nghĩ là tới đâu rồi? Quách phu nhân, đừng nói nhiều nữa, xuất chiêu đi. Vừa rồi cô nói cũng đúng lắm, cô phải bảo vệ cho đứa bé. Tất nhiên chiêu thức của cô không sao thiết triển hết. Hay là vậy đi, cô cứ để đứa bé nằm ở gốc cây đằng kia, sau đó chúng ta đánh một trận để phân thắng bại. Vậy thì không còn lo sẽ gây thương tích cho nó nữa. Cũng được. Ngoan nha, cứ nằm yên ở đây, để đạo cô đuổi mụ ta đi rồi sẽ quay lại bồng mi. Ngoan. Lý đạo trưởng sẵn lòng từ mẫu, xuất gia nhập đạo thật là chuyện đáng tiếc. Hay là hoàng tục đi. Quách phu nhân, hãy nhớ tự trọng, đừng chanh chua lắm lời nữa. Được, ta bước ra để phân thắng bại. Lý đạo trưởng, nghe nói cô đã từng gặp cha tôi cách đây không lâu phải không? Phải thì sao? Và cô từng ghi lại vài lời dùng để cười ngạo cha tôi, nói là đào qua đảo chủ, đệ tử đông đảo, dùng năm đối một, chuyện đáng ngạo cười. Dám hỏi cô vẫn còn nhớ chứ? À, thì ra hôm nay mi đi theo ta chỉ vì những lời nói đó à? Hôm nay mi và ta chỉ đơn đả độc đấu, để coi kẻ nào mới đáng cho giang hồ cười ngạo. Quách phu nhân, còn đặt điều giữ cớ để làm gì? Cứ xuất chiêu đi. Được. Đã cậu bổng pháp của Quách phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền, bần đạo cảm thấy không phục. Chỉ tiếc là bổng pháp này lại là bản lãnh trấn bang của cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công, chứ đâu phải võ công của đào qua đảo. Lý đạo trưởng thật là lợi hại, đấu không lại bổng pháp của tôi, giờ lại dùng kế để tôi tiến thối lưỡng nan. Lý đạo trưởng đã biết đây là đã cậu bổng pháp của tôi, vậy tất nhiên thấy chó thì đánh tôi. Quách phu nhân, xét kỹ đỡ được băng phách ngân châm cũng phải dùng chiêu đả cẩu bổng mới có thể. Nếu như tiểu muội dùng bổng pháp đả Lý đạo trưởng, chắc Lý đạo trưởng không cam tâm đâu. Nếu mày có ý giành lại vinh quang cho hoàng lão tà, thì nên sử dụng công phu bổ môn của đảo đào qua đi. Được. Nghe nói ngũ độc thần chưởng của Lý đạo trưởng giết người vô số, hôm nay tiểu muội sẽ dùng lạc ưng chưởng của đảo đào qua so tài cao thấp. Vừa rồi hai mũi băng phách ngân châm của cô may mắn đã phóng trúng cái bánh bao tôi vừa mới mua. Bây giờ cô đã biết lợi hại của nó rồi chứ. Lý Mặt Sầu này xưa nay giết người vô số, tôi đã coi chuyện sanh tử là thường rồi. Lần này chết dưới tay của Quách phu nhân thật không uổng kiếp này. Thứ lỗi mạo muội, nhờ Quách phu nhân một chuyện. Là chuyện gì? Lâu nay tôi và sư muội không mấy hợp, nhưng đứa bé thật sự dễ thương, xin Quách phu nhân đại xã từ bi, đừng giết đứa bé. Thật không ngờ nữ ma đầu này giết người vô số, trước khi chết lại có tấm lòng tốt đối với con gái của ta. Cha mẹ của đứa bé này không phải những người tầm thường, nếu để nó sống trên đời này không khác gì chuốc lấy phiền phức cho mình. Quách phu nhân, xin người mở lòng thương xót.
Bình này là thuốc giải của băng phách ngân châm. Được, tôi có thể tha mạng cho cô, hay là mạng của đứa bé đó. Nếu như cô muốn tôi cứu mạng thì hãy giết đứa bé đó đi. Nếu cô cam tâm tình nguyện chịu chết, tôi xin hứa với cô sẽ thay cô nuôi đứa bé. Sao hả? Lý Minh Sơn giết người vô số, giờ đây phải dùng đứa bé để đổi tánh mạng của mình. Thật sự không sao ra tay được. Muốn giết cứ giết. Nói thật hay, Lý đạo trưởng, đa tạ cô đối với tự nhiên của tôi có tình có nghĩa. Mày nói cái gì? Tôi cũng nói thẳng, đứa bé đó họ Quách tên Tường, là đứa con gái mà tôi vừa sanh ra được vài ngày thôi. Nhờ Lý đạo trưởng đã nuôi giùm mấy hôm, tiểu muội vô cùng cảm kích. À phải, chẳng hay mấy hôm nay Lý đạo trưởng tìm sữa ở đâu để cho con tôi bú vậy? Tôi và Dương Hoa có bắt được một con beo ở trong rừng, dùng sữa của nó cho đứa bé bú. Hèn chi vừa rồi tôi thấy tự nhi má của nó ửng hồng mà. Bình thuốc giải này tôi mượn tạm thời để phòng thân, biết đâu sau này có việc dùng tới nó. Nên nhớ, 3 canh giờ sau huyệt đạo của cô sẽ tự động được giải. À, phải rồi, để tôi tới bồng đứa bé đã. Tự Nhi! Ủa, Tự Nhi của ta đâu? Hả? Tại sao không thấy Tự Nhi ở đây vậy? Tự Nhi! Tự Nhi đâu mất rồi? Tại sao lại như vậy chứ? Hay là bị thú dữ tha rồi? Không đâu, tôi đã tìm hết xung quanh đây rồi, không có dấu vết gì cho thấy có thú dữ hoặc là người tới đây. Vì tiểu Tự Nhi đâu mất rồi? Tôi nghi ngờ trong lúc chúng ta quyết đấu đã xuất hiện một kẻ khinh công phi thường, bay xuống bồng Tự Nhi đi mất. Người này đã lén lút ra tay bồng Tự Nhi đi mất rồi. Vậy người này là ai chứ? Không lẽ là Dương Hoa? Hoa Nhi? Chắc chắn là nó. Lần này không may rồi. Quách phu nhân cứ yên tâm, xưa nay Dương Hoa vẫn thương yêu con gái của phu nhân, tôi tin chắc hắn không bao giờ hại Tự Nhi đâu. Chỉ tiếc hiện giờ khác trước đây rồi, phu nhân đã chặt đứt tay trái của nó. Tôi chỉ sợ rằng Dương Hoa bị mất cánh tay trái à. Không ai rồi, nếu Dương Hoa ở gần đây tức Phụ Nhi gặp nguy hiểm rồi. Quách phu nhân, chờ tôi với. Tiểu ca, ngươi có gặp mẹ ta không? Mẹ cô là ai chứ? Mẹ ta tức là mẹ ta đó. Yeah, vậy mẹ cô có xinh đẹp giống như cô không vậy? Ta hỏi ngươi có gặp hay là không. Cô mua hết giỏi lời giùm tôi sẽ nói cho cô nghe, chịu không? Sao lại ngươi bắt cóc tiểu muội của ta? Ngươi thật là hèn hạ. Ta giống nhau thôi mà. Mi chặt đứt cánh tay của ta, ta bắt tiểu muội của mi mới công bằng chứ. Được, ta nhận lỗi trước mặt ngươi. Giờ ta nhận hết lỗi lầm trước đây, ngươi trả lời tiểu muội cho ta đi. À, nói như mi mà cho là tỏ vẻ nhận lỗi à? Không chút thành ý. Tới giờ mi vẫn chưa biết ăn năn. Đủ lắm rồi. Lúc đó ta đâu có ý chém đứt cánh tay của ngươi. Lỗi tại ngươi hạ nhục ta trước, trong lúc tức giận ta mất khôn thôi mà. Bộ chỉ riêng ngươi khổ thôi sao? Ta cũng khổ vậy. Cha ta đòi chặt cánh tay của ta để đền tội, bây giờ hại một mình ta trở về đào qua đảo. Ta cũng khổ vậy chứ. Ta cũng không muốn làm rùa rút đầu. Nếu hôm nay là quan gia ngõ hẹp rồi thì mình đứng ra giải quyết cho xong đi. Mi không sợ chết à? Nếu ngươi cứ quyết đòi mối thù trước đây thì hôm nay cứ bước ta đi. Muốn giết thì cứ giết đi. Mình đi đi, ta không muốn để thiên hạ cười ta hà hiếp nữa luôn. Dương Hoa, trả lại tiểu muội cho ta. Ta đã tha tội chết cho mi, còn tiểu muội của mi coi như là bù đền sự mất mát của ta. Phù Nhi. Tiểu Nhi ca. Dạ. Vì cô nương lúc nãy ngồi ở bàn này bỏ đi đâu rồi? Dạ, cô nương vừa rồi mới trả tiền và đi rồi. Đi rồi à? Dạ.
Phụ Nhi. Mẹ, nãy giờ mẹ đi đâu vậy? Quả nhiên là Hoa Nhi đã bồng Từ Nhi đi mất rồi. Mẹ, vậy mai này Dương Hoa còn tìm con trả thù nữa không? Nếu vừa rồi Hoa Nhi đã tha mạng cho con, mẹ nghĩ mai này chắc không tìm con nữa đâu. Không ngờ Hoa Nhi sau khi mất đi một cánh tay, trong thời gian ngắn ngủi này mà công lực tiến bộ đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ nó gặp được cao nhân nào? Chắc chắn là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lý đạo trưởng, cô vừa nói gì? Không có. Quách phu nhân à, theo ý phu nhân, Dương Hoa bầu đứa bé đi đâu? Nếu tôi đoán không lầm, chắc chắn nó đã trở về Trung Nam Sơn. Đúng vậy, chắc chắn hắn đã trở về Hoạt Tử Nhân Mộ. Chắc chắn hắn đã bồng tiểu muội tới Tuyệt Tình Cốc để đổi thuốc giải rồi. Cũng có thể lắm. Không biết võ sư bá, châu sư bá lên Tuyệt Tình Cốc đã lấy được thuốc giải chưa nữa. Nếu lấy được thuốc giải thì ân oán giữa ta và Hoa Nhi mới có thể hóa giải được. Từ đây tới Tuyệt Tình Cốc và Trung Nam Sơn cũng gần lắm. Mình tới Tuyệt Tình Cốc trước, nếu không gặp Hoa Nhi rồi hãy tới Trung Nam Sơn. Quế phu nhân, bần đạo nghĩ có chút duyên phận với nhị tiểu thư. Giờ tiểu thư gặp chuyện, bần đạo có ý được cùng đi để giúp cho phu nhân. Được Lý đạo trưởng ra tay giúp đỡ, thật không dám chối từ. Võ Tam Thông, cha con ngươi không biết trời cao đất rộng. Lão thân đã ba lần bảy lượt tha cho các ngươi, các ngươi vẫn ngoan cố quay trở vào đây nộp mạng. Cô xích xích, ta nói mày không biết trời cao đất rộng thì có. Cha con ta có lòng lên đây để xin thuốc giải. Trái lại mày không nghĩ tình thân huynh đồng môn của mình, nhiều lần đến lên, giờ còn bắt nhốt sư thúc của ta. Các người tay cầm binh khí xông vào Tuyệt Tình Cốc, uy hiếp ta phải giao thuốc giải Tuyệt Tình Đơn. Vậy mà dám nói lòng thành hay sao chứ? Các người muốn cứu Dương Hoa thôi mà, có thể đem thủ cấp của Hoàng Dung và Quách Tĩnh lên đây để trao đổi. Con ả kia, xưa nay Dương huynh đệ và mày không thù không oán, còn có thể nói nó là ân nhân của mày nữa. Dù mày không nghĩ tình hắn đã từng cứu mạng cho mày, thì cũng phải nghĩ tình huynh trưởng của mày chứ. To gan, ngươi đừng hòng hễ nói tới là dùng huynh trưởng để uy hiếp ta. Có bản lãnh thì cứ kêu hắn lên đây gặp ta đi. Được, nếu mày vẫn chấp mày bất ngộ, cha con ta không nghĩ tin gì nữa. Được lắm, lão thân sẽ ngồi đây coi cha con người làm gì được ta. Báo trận. Nhạc Nhi, sao không mau ra tay? Đi tìm Tiểu Như, dám ra tay đánh lén rồi. Chạy là chạy đi. Không cần đuổi, cứ để chúng chạy đi. Con có sao không? Dạ không sao. Vừa rồi lúc con sơ ý, bị ám khí của chúng phóng trúng thôi. Tới đây để mẹ coi ám khí của chúng có độc hay không. Dạ chắc không sao đâu, vì máu vẫn rỉ màu đỏ mà. Chắc là không có độc đâu mẹ, lát nữa con băng lại là được rồi. Vậy thì tùy ý con. Tiền bối. Công thuận cô được. Tiền bối, tôi đi nhờ bộ câu đưa thơ thay ngài báo tin cho sư phụ hay sao? Thật là đa tạ công thuận cô được. Đừng khách sáo, mẹ tôi đã quấy đối xử với hai vị như vậy. Tôi cũng hy vọng sư phụ của ngài mau chóng lên đây để giải thoát cho hai vị. Phải là công tôn cô nương, tôi có thể phiền cô giúp tôi chuyện này được không? Là chuyện gì? Sư thúc của tôi muốn nhờ cô ra ngoài hái giùm một cành hoa tình cho người. Hoa tình? Lão cần hoa tình để làm gì? Sư thúc của tôi là thánh thủ giải độc, người muốn chính tay mình thử những nhánh hoa tình đó mới bào chế thuốc giải được. Ông cô giúp giùm cho. Thì câm miệng lại. Cha còn trở lại đây để làm gì? Những việc đó giấu ở đâu? Giật gì chứ? Mi còn giả giờ không biết. Bí kíp võ công mấy đời của họ công tôn, ta vất giả biết mấy mới tìm được đem về để bào chế thần dược và những viên thuốc giải. Còn Thu Ngọc Đà Châu Báo nữa, đã giấu ở đâu?
Chắc là mẹ giấu ở đâu rồi. Con không biết thật mà. Chứ còn nghịch tử này vẫn cứng đầu, sắp chết tới nơi rồi vẫn không chịu nói. Cha, con không biết thiệt mà, lấy gì mà nói chứ. Chắc mày chưa thấy chết nên chưa biết sợ. Lần đó ta đã giết một mày, lần này ta cũng giết được. Cha, hoàn lương đi cha. Chỉ cần cha chịu nhận tội trước mặt mẹ thì mẹ sẽ tha lỗi lầm của cha mà. Người buộc ta phải nhận tội với ả, chị nói được không? Cha, con cầu xin cha không nên tái phạm nữa. Dù sao cha và mẹ trước đây cũng là phu thê mà. Ngạc Nhi, không được nói ta ở đây, nếu không. Ngạc Nhi, con có ở trong không vậy? Dạ, con ở trong này nè mẹ. Ngạc Nhi, con ở trong này nè. Mẹ, con ở trong này làm gì? Nãy giờ sao không chịu mở cửa? À, không, con chỉ nằm nghỉ thôi mà. Thật sao? Có chuyện gì con cũng đừng gạt mẹ nghe. Có chuyện gì mà con phải gạt mẹ chứ? Con ở trong này bài chuyện này chuyện nọ, đừng nói là mẹ không biết. Đêm qua con giả vờ bị thương, cố ý để cha con họ Võ tháo chạy, có phải không? Mẹ biết cha con chúng lên đây để năn nỉ xin thuốc giải cho Dương Hoa, cho nên con đã bất chấp tất cả, tinh giật cho người ngoài để chống lại ta. Con Ngạc Nhi à, con đừng chấp mê bất ngộ nữa. Dương Hoa bấy lâu nay nó có nghĩ gì tới con đâu, rồi cũng không được kết quả gì đâu con à. Thật ra dù cho con có nhớ hắn đi nữa cũng uổng công thôi. Nọc độc qua tình của hắn, thời hạn tái phát đã qua lâu rồi, không chừng hắn đã chết bởi vì chất độc đó. Con hãy lãng quên hắn đi, tội gì phải tự chuốc lấy cái khổ chứ. Chỉ cần con ở bên mẹ, mẹ sẽ lo lắng chu đáo cho con, không để ai nặng lời với con đâu. Chuyện thì họ cô kia hại ta không còn đất sống, rồi sẽ có một ngày công tôn chỉ này sẽ đoạt lại tuyệt tình cốc, để mày sống không yên, chết cũng không được. Nhị ca, người ta nói giang hồ ác hiểm, nhưng ba chúng ta kết bạn đại náo giang hồ bấy lâu nay cũng không gặp chuyện gì hiểm ác. Ngoài giang hồ vẫn thái bình, để muội muốn hành hiệp trượng nghĩa, lộ kiến bất bình ra tay tương trợ cũng không có cơ hội nữa. Muội vẫn không biết giang hồ hiểm ác là gì đâu, muội mong chuyện gì sẽ xảy ra? Phải rồi, thật ra thiên hạ thái bình, chúng ta tương thân tương tọa có phải tốt không? Gia luật đại ca thấy có đúng không? Dĩ nhiên rồi, thiên hạ thái bình vẫn tốt hơn là chuyện tàn sát lẫn nhau mà. Nhìn kìa, trung nguyên danh lam thắng cảnh phong quang tuyệt vời, giờ bên cạnh còn có hai tiểu muội cùng ta ngao du tứ hải, còn mong ước gì nữa? Nè, hưởng tề nhân chi phúc là câu của người Trung Nguyên thường nói đó. Nhị ca, tên của huynh là chữ tề, nhưng mà tề này thì khác hẳn tề kia ha. Mụi nói gì vậy? Ý mụi nói lẽ ra mụi sẽ có thêm một nhị tẩu, nào ngờ có thêm một nhị tỷ đây. Hoa Nhan tỷ tỷ à, tánh nhị ca của mụi tốt lắm đó. Mụi nói lạc đề rồi. Ta mụi đừng có nói bậy nữa, Hoa Nhan tiểu mụi đã có người yêu từ lâu rồi. Hả, là ai vậy? Người ta có ai đâu. Có phải chị đó là Dư Qua Dư đại ca không? Mùi đừng có hiểu lầm mà. Tỷ coi Dư đại ca là ca ca của tỷ, y như là gia luật đại ca gì, tuyệt đối không có tình nam nữ đâu. Tỷ thì coi người ta như là ca ca, nhưng mà người ta có chịu coi là mùi mùi không? Mùi đừng có lắm lời nữa, tỷ không cãi với mùi nữa. Có sao thì mùi nói vậy thôi mà. Ý, sao thì tỷ mắc cỡ gì? Mùi tưởng ai cũng như mùi không biết xấu hổ là gì sao? Chị mãi lo mắc cỡ, không dám nói rõ tâm ý, làm sao người ta biết tỷ yêu người ta chứ, phải không hả Hoàng Nhan tỷ tỷ? Không cãi với mùi nữa, đằng trước có con suối kìa, để tỷ lấy nước cho hai người uống nha, ở đây chờ ta ha. Được mà.
Nhan sắc của cô nương này có nhiều điểm giống Liễu Muội lắm. Tuy không thoát tục như Liễu Muội, nhưng cũng thuộc dạng thiên hương quốc sắc. Sao một mình cô buồn tẻ như vậy? Hay là tại hạ làm bạn với cô nha? Tôi tránh ta ra. Nếu không thì tôi không khách sáo đâu. Được lắm, ta đang chờ coi sự khách sáo của cô mà. Dừng tay lại. Bọn nhà tỷ không sao chứ? May là hai người tới kịp, tôi không tôi đã. Có tôi cô yên tâm, không đến lượt tên cầm thú kia tác quái tác quái đâu. Tên tiểu tử kia thật là diễm phúc vô cùng. Trái một cô, phải một cô. Ngươi nói gì? Chính tông miệng gió không một răng dơi. Để ta về ta nhập đặt với mi một bài học. Ta mũi cẩn thận. Ta mũi cẩn thận. Một cô già dẻ mịn màng, một cô trông rất dễ thương. Thật là mỗi người một vẻ. Hay là theo ta về làm sơn cốc phu nhân đi. Mũi không sao chứ? Mũi không sao. Hai người chạy đi, còn xuống chân này không đi cho mình đâu. Chạy đi, mau chạy đi. Lẹ đi. Chạy, đâu dễ vậy. Đệ không sao hiểu nổi, người vẫn ngoan cố. Đã năm lần bảy lượt không cứu được mạng của châu sư bá rồi, vậy mà không chịu trở về Tương Dương để nhờ sư phụ ra tay. Họ kia. Nghĩ chị mỹ nhân, chạy đâu bán mạng vậy. Quả nhân vậy là cô đương, có chuyện gì vậy? Chính là hắn. Chính là hắn. Hắn là ai? Hắn là dâm tặc, có ý làm nhục tỷ muội tôi. Tên dâm tặc kia, các người muốn ra tay nghĩa hiệp đó à? Không biết tự lượng sức mình. Nhị ca, chị gì không sao chứ? Bồi thay cô đưa. Nhị vị mỹ nhân, hai vị muốn ta giết tên nào trước đây? Đâu đâu mà. Muốn ta không giết chúng cũng được, hai cô nương phải hiểu ý ta. Ngươi muốn gì? Ta muốn gì à? Lẽ nào mà cô nương lại không hiểu? Hạ lưu đi tiện. Được, chữ rất đúng. Ta sẽ cho hai cô nương chứng kiến cái chết của chúng. Dừng tay lại. Ta cũng biết hai cô nương không nỡ rồi, sao không mau lột đi? Tâm mùi, quan nhân mùi, nhớ đừng làm. Hai người đừng tin lời gian dảo của tên dâm tặc. Cố gắng giết ta đi. Được, vậy ta cho ngươi toàn nguyện. Hết. Cha. Hết tên này tới tên kia, chắc hôm nay lão phu phải đại khai sát giới. Hết. Xé kỹ người cũng kiêu ngạo lắm. Sư mẫu. Thì ra công tôn chỉ cũng có số đào hoa thật. Cùng một lúc ta lại gặp biết bao đại tiểu mỹ nhân. Nếu ngươi còn hỗn láo, ta sẽ cho nếm lợi hại của băng phách ngân trầm và ngũ độc thần chưởng. Mi là xích luyện tiên tử Lý Mặt Sầu. Theo Lý đạo trưởng, hôm nay hai ta ai sẽ dạy cho hắn bài học đi? Hạ người như hắn giải quyết càng sớm càng tốt. Quách phu nhân, ta cùng dạy hắn một bài học. Quách phu nhân. Thất lễ, mẹ ta là con gái của Hoàng Dược Sư đảo chủ Đào Hoa Đảo, thê tử của Quách Đại Hiệp ở thành Tương Dương, nguyên là bang chủ cái bang. Sao ngươi sợ chưa? Nếu hai vị đây là nữ hiệp lừng danh thiên hạ, thôi thì ta sẽ nghĩ tình bỏ qua cho chúng. Hẹn ngày tái ngộ. Ngươi đừng không dạy. Phu nhi. Phu nhi, con không sao chứ? Không sao. Đa tài gia lực đại ca. Mẹ, mẹ. Mấy chị này con có nhắc với mẹ đó. Gia lực đại ca, gia lực cô nương. Vào quà nhà cô nương nè. Xin chào phu nhân. Gia lực huynh đệ, vừa rồi tôi thấy chiêu thức của huynh đệ hình như là của toàn chân giáo. Chẳng hay ân sư là đạo trưởng nào của toàn chân giáo vậy? Gia sư có dặn dò tôi không được nói tên họ của người, mong quách phu nhân thứ lỗi.
Toàn chân giáo có quy luật quái quâm này hồi nào vậy? Không lẽ là lão? Hèn gì. Rồi thì Quách phu nhân cũng đoán được ân sư của tôi là ai. Ủa mẹ, sư phụ của hắn là ai vậy? Vì gia luật huynh đệ không dám chống lại lệnh thầy, ta không nên gây khó khăn cho người nữa. Không chịu nói thì thôi. Thái sư, sao huynh lại cùng đại tiểu võ quyết đấu với tên dâm tặc đó vậy? Hiện gia luật huynh đệ và đại võ tiểu võ cũng đã bị thương, ta tìm một nơi yên tĩnh ngồi nghỉ rồi hãy nói. Võ sư huynh, ta nên tìm một nơi để nghỉ ngơi đi chứ. Võ sư huynh, theo lời huynh kể, Châu sư huynh đã thất thủ bị bắt, nhưng mà tạm thời tánh mạng không gặp nguy hiểm, có phải không? Phải Quách phu nhân à, sao các người lại có mặt ở đây? Chúng tôi tới đây để tìm Hoa Nhi. Nhưng huynh đệ không phải là đang ở thành Tương Dương chữa bệnh sao? Lỗi đáng trách, tôi không biết dạy dỗ con mình, mới hại Hoa Nhi gây ra chuyện đáng tiếc này. Cháu nó lỡ tay chặt đứt cánh tay trái của Hoa Nhi rồi. Cái gì? Dương huynh đệ mất cánh tay trái à? Xin hỏi phu nhân, chuyện xảy ra thế nào? Còn Dương đại ca hiện giờ có sao không? Chính vì vậy chúng tôi mới lên tận đây, nhưng bấy lâu nay vẫn không có tin gì của Hoa Nhi cả. Lỗi của tại hai tên xuất sinh này. Nếu như huynh đệ không gì ngăn cản huynh đệ ngươi tàn sát lẫn nhau thì đâu có bị mất hết tay. Các ngươi còn mặt mũi nhìn như huynh đệ không? Võ sư huynh, đừng khiển trách huynh đệ của chúng nữa. Nếu mà trách, phải trách Phù Nhi đánh đá bướng bỉnh. Vì chuyện này cha của nó chút nữa chặt cánh tay của nó để đền tội rồi. Dù có chặt hai cánh tay thì chuyện cũng đã đành rồi. Tôi nghĩ Quách cô nương cũng vì sơ ý thôi. Chuyện cần thiết hiện giờ là phải tìm Dương huynh đệ trước đã. Từ nhỏ Dương đại ca đã mồ côi cha mẹ, bây giờ lại mất một cánh tay, trong người lại đang trúng độc, nghĩ coi đại ca có thể đi đâu. Trời đất bao la, biết ở đâu mà tìm. Nếu tôi đoán không lầm, chắc Hoa Nhi sẽ trở lại Hoạt Tử Nhân Mộ ở Trung Nam Sơn rồi. Hoạt Tử Nhân Mộ. Trước mắt chúng ta có hai chuyện cần làm. Trước tiên phải tìm lại Hoa Nhi, sau đó phải lên Tuyệt Tình Cốc để cứu Châu sư huynh và Thiên Trúc đại sư. Tôi nghĩ tạm thời tính mạng sư huynh không mấy nguy hiểm đâu. Ý tôi, ta nên tìm Dương huynh đệ trước, sau đó trở về Tuyệt Tình Cốc cứu người. Vậy cũng tốt. Chẳng hay do Lục huynh đệ và hai vị đây. Tôi và Dương huynh đệ cũng là chỗ quen biết. Nếu Quách phu nhân không chê huynh muội tôi võ công yếu kém, thì chúng tôi cũng muốn cùng đi trợ giúp cho Quách phu nhân. Võ sư huynh, có câu rắn không đầu không được. Hiện chúng ta phải chọn một người phát lệnh tiên phong. Hay là võ sư huynh đảm nhận mã thủ biên thành nha, được chứ? Quách phu nhân quá lời rồi. Phu nhân đây là người đa mưu túc trí, tôi nào dám lập ra ý nghĩ đó chứ. Trách nhiệm này phải do phu nhân này mới phải. Tôi chỉ sợ võ sư huynh không chịu nghe lệnh của tôi thôi. Võ tâm thông này hãy nói được thì làm được. Nếu tôi đã đề cử phu nhân, tôi nhất định sẽ phục tùng theo lệnh. Vậy thì tốt lắm. Nhưng tôi hy vọng trước khi chưa tìm được Hoa Nhi, thì chuyện ân oán riêng tư của chúng ta tạm thời nên gác qua một bên. Sau khi chuyện được kết thúc rồi, ân oán giữa ba cha con người và Lý đạo trưởng giải quyết cũng chưa muộn. Chẳng hay ý của võ sư huynh như thế nào? Người muốn trả thù, lúc nào bần đạo cũng sẵn sàng. Được, Quách phu nhân, tôi xin hứa, quân tử trả thù 10 năm cũng không muộn. Tôi tạm thời không tính giả chuyện trước đi. Được, chúng ta sẽ lên Trung Nam Sơn để tìm Hoa Nhi. Dạ, sư phụ về thật đúng lúc. Chuyện gì? Hôm nay là ngày đại điển tiếp nhiệm trưởng giáo đó. Tiếp nhiệm trưởng giáo mới? Kẻ nào là trưởng giáo mới? Là Võ sư thúc á. Võ sư thúc? Sao lại như vậy? Cái gì tôn sư đâu? Cái gì sư tổ còn ra bế quan chưa ra. Sao phải vô dụng? Sư phụ! Hôm nay ta điện Trùng Dương đệ tử đời thứ 3, Doãn Chí Bình, tiếp nhiệm chức trưởng giáo của tòa trường. Ra sức làm tròn bổn phận, thống lĩnh đệ tử bổn giáo, phát dương quang đại giáo nghĩa của toàn chân giáo, cẩn tu pháp chỉ. Hỏi nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
雪中送花，爱在迷迷糊糊。